Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này nhà vườn mới vô dây định hình cho em nói nha mình nha. Cây này mini rất chi là quái luôn nhà mình nha. Đây cành nhìn rất quái luôn. Và cây nhà mình nha. Cây này có mã số là 313, có số đo hình gốc là 45, cây cao là 26 đến thân chính nhà mình. Cây đang nằm chậu nuôi nhựa lọt lòng là 28 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.000k bao ship luôn chậu nhà mình nha. Cẩm thị kim cương đen mini nhà mình nha. Cây rất chi là già luôn, quái nhà mình nha. Cây này mini quái, cây quá VIP nhà mình. Cẩm thị kim cương đen. Rồi mã số 313, 1.000k bao ship luôn chậu nha. Cây này form rất chi là quái luôn nha mình. Mình xem tham khảo hội nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.